Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị kỷ niệm 15 năm truyền hình bản tin Hòa Thịnh Đốn SBTN Washington DC nhân dịp tri ân các thành viên trong gia đình và chuẩn bị một studio mới. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, SBTN DC được thành hình nhằm đáp ứng nhu cầu truyền thông về sinh hoạt chính trị, văn hóa, ngoại giao, khoa học, kinh tế tại thủ đô Hoa Kỳ. Bên cạnh một tòa bạch ốc với những buổi ngoại giao chính trị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã vô tình làm cho vai trò SBTN DC trở nên then chốt và thủ đô Hoa Thịnh Đốn trở thành tuyến đầu trong công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và kính thưa quý vị, SBTN DC còn có những cơ hội tham gia tổ chức thu hình và làm phóng sự ngày thỉnh nguyện thư 5/3/2012. Là một ngày lịch sử khó quên của người Việt tị nạn Cộng sản, một ngày mà yếu tố Việt Khang đã đóng vai trò chính để đưa cả ngàn người về Hoa Thịnh Đốn. SBTN còn là một trong những mũi nhọn về truyền thông qua các đóng góp của nhà báo Phạm Trần, cựu đại sứ Bùi Diễm, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, bình luận gia Đại Dương, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, tiến sĩ Trần Văn Hải, tiến sĩ Tạ Cự Hải, bà Jackie Bông, ông Đỗ Quang Tỏa, và nhiều nữa những nhà nghiên cứu về ngoại giao, chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đặc biệt là từ buổi ban đầu của SBTN DC đã rất may mắn có được những bản tin phân tích thời sự chính trường Hoa Kỳ với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Và từ đó thì SBTN DC đã có cơ hội tham gia các đại hội đảng Dân Chủ, Cộng Hòa, tranh luận và vận động tranh cử vào Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ. Sự thành hình của SBTN DC đã trở thành nhu cầu để có bản tin Hoa Thịnh Đốn mà qua đó Đỗ Hồng đã hy sinh thực hiện rất nhiều năm phần tin tức đáng chú ý từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bản tin Hoa Thịnh Đốn phong phú là còn nhờ sự đóng góp độc lập của các chương trình cựu sinh viên Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, Tin Y Học với bác sĩ Trần Văn Sáng, Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với ông Trần Quang Duật, Người Việt Quốc gia với ông Đinh Hùng Cường, Việt Nam Đi Về Đâu với bình luận gia Đại Dương và Vạn Lý, Những Vấn Đề Việt Nam với nhà báo Phạm Trần, Một Lần Một Chuyện với Minh Thúy và Đinh Hùng Cường, Chào Washington với Thanh Trúc, Sống Đời Trên Mạng với tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nhịp Sống Quanh Ta với Nam Anh, Bình Luận Việt Nam với Trần Hưởng, Tản Mạng với Bạch Cúc, Người Việt Trên Đường Tị Nạn với Nguyễn Thành Công, AA Success với Kiều Thu và Trọng Đạt, Tiếng Nói Cử Tri với Jackie Bông, Mở Trang Sử Cũ với Bích Hà và Minh Thúy, Phân Tích Thời Sự với Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh, Nhà Khoa với bác sĩ Nha Khoa Trần Xuân Vinh, Phỏng Vấn Đặc Biệt với Thi Nga, Tường Vi, Thùy Dương, Quý Châu, Bích Phượng, Bảo Lộc và Minh Thúy. SBTN DC không chỉ lo chu toàn các chương trình phát hình, mà còn cả sự thành hình và phát triển của các phóng viên tại Sacramento, Arkansas, Atlanta, Tennessee, Kentucky, Kansas, Nam Florida, Massachusetts, South Carolina và North Carolina. SBTN đã tiên phong trong công tác huấn luyện truyền thông từ các thành phố có người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ cho đến Paris, Geneva, Sydney và ngay tại Á Châu. Dùng iPhone hay là mini iPad để làm truyền thông không còn lạ đối với khán giả SBTN. Công tác huấn luyện không chỉ dành cho các chuyên viên có phương tiện hay được trang bị toàn diện, mà còn giúp cho những thành viên của các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, chùa, nhà thờ, thánh thất và cho ngay cả những thành viên của các tổ chức xã hội dân sự. Trong vai trò phát triển SBTN DC còn là nơi đào tạo các ký giả tí hon, học sinh trung học, đại học, chuyên gia trẻ trở thành những nhà truyền thông. Các em này, ngoài việc thực tập làm tin, đọc tin, ráp nối, thu hình, các em còn được biết làm thế nào để vào được bên trong Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay các hội nghị thượng đỉnh. Trong khi Hoa Thịnh Đốn là một thủ đô của chính trị và quyền lực, thì ngược lại, bản tin Hoa Thịnh Đốn được xây dựng trên tình người qua sự dấn thân vô vụ lợi của các anh chị em phóng viên, kỹ thuật thu hình và chuyên viên ráp nối. Hôm nay, đánh dấu 15 năm của SBTN cũng là dịp để tri ân các thành viên trong gia đình bản tin Hoa Thịnh Đốn đã góp phần xây dựng một hệ thống truyền hình của người Việt yêu chuộng lý tưởng tự do. Và cũng xin thưa cùng với quý vị, hiện nay SBTN DC đang chuẩn bị xây một digital studio để đáp ứng với kỹ thuật của kỷ nguyên mới và niềm tin của khán giả SBTN.